Mình đứng xa xa mình quay hết cho chú anh chị ha. Bồ ảnh đông quá, em vô nó rồi. Giống sinh viên là thưa chú anh chị, nhìn rất là giống sinh viên, rất là trời ơi. Long chụp hình đứng đó đi anh Long hả? Anh Long đứng đó đi cho anh tí chụp hình lại. Là không anh? Dạ anh đi qua mộ của bác Tú của chú anh chị. Thank you.
đã chết rồi. Dạ, di chuyển cái ông này vậy nè. Ra cho anh đứng ngoài mát đi. Cứ để là nãy giờ anh đứng ngoài mát. Trời nếu mà làm miếng con giấy đi. Con giấy đi. Bởi vì không thể nào hai tấm mình này được. Bởi vì vô đây là những cái đồ lồng lồng đó. Gió đưa cành liễu. Tất cả những cái đồ để lương biết được kỷ niệm và anh Lăng Đông đều là của bà. Để bà biết để mà gọi là anh Lăng Đông tính tình của ngày hôm nay là một cái hay. Ảnh đang lau hình của cô chú soạn giả Nhị Kỳ. Dạ, nghệ sĩ đây. Đi qua mộ có ngoại Dương Quang Ngộ của chú anh chị anh Long đi qua mộ. Dạ, anh loan cái xe kìa, anh cái xe đó, cái xe dạ. Đó. Dạ.